Hello, xin chào mọi người đã đến với cái kênh của mình. Rất là lâu mình không có làm cái video vì lý do là mình rất là nhiều công việc. Lúc này là mùa Covid-19 lúc mình đã đỡ rồi, cho nên mình sẽ trở lại công việc làm của mình, cho nên ít ra video. Mong mọi người thông cảm, hôm nay mình sẽ đi một cái chợ gọi là chợ trời của Florida. Trái cây quanh năm rất là nhiều mà hôm nay mình mới được thấy, mình mới thấy là bên kia không, người ta đi rất là đông. Mà hôm nay mình vào cái chợ đó cho mọi người xem thử là cái trái cây nó nhìn như thế nào để cho mọi người muốn chơi đi tới Florida này chơi. Mình sẽ cố gắng để cái địa chỉ ở đây cho mọi người muốn tới cái chỗ này để đi mua trái cây. Đây là có trái cây quanh năm. Thì mọi người sẽ đi theo mình sẽ mang theo cái mask, mình phải ăn cái kiến, tại vì mùa này là tháng 3, đó là mùa xuân. Cho nên là phấn hoa mình bị ứng với lại phấn hoa như mọi người thông cảm, mình mang kiến đen vô thôi. Thì để mình đi vào bên trong ha, cho mọi người đi theo mình ha. Đồng thời đó mình thấy bên đây là người ta có bán đồ Việt Nam rất là nhiều, chẳng hạn như là bí nè, cái này là gì ta, cái này là khoai mỡ nè, thấy không, khoai lang. Rồi có bên kia thấy có măng cầu, rồi có măng cục nhãn luôn. Đi qua bên đây. Có trồng nhà hả? Được 2 cây. Cái này là gọi tháng này hết rồi. Tháng này hết hả cô? Còn hành nữa, 2 tháng tới nữa hết hả? Nhưng mà cái xanh với lại cái chín, cái nào là ngon cô? Cái này thì nó chín hơn, còn cái xanh còn chua thì hơn. Chua hơn hả? Cho con thử trái xanh đi con cô. Dạ, rồi thử cái xanh đi. Con thích trái xanh nè, thích chua, thích ngọt, thích nào thích. Dạ. Đây gọi là dâu Nhật không cô? Dâu Nhật. Con thích cái nào? Mình sẽ ăn thử một trái dâu Nhật ha. Ừ. Dạ. Thì cái này ăn luôn cái vỏ hay sao cô? Muốn kỹ như lọc vỏ. Dạ con ăn không cần chỉ. Dạ con không cần chỉ, để con ăn hết cái vỏ đó là thế nào. Lột vỏ thì nó hột gì trong đây không con? Có chứ. Hả? Con cần ăn á. Xin mọi người mình ăn thử cái dâu dâm Nhật hả? Cẩn thận đừng bánh cẩu à. Nó giống như bột bắn hả? Hen, thấy không? Cái này ăn chị ho hay lắm. Dạ. Hen. Dạ. Có gì thuốc á. Có cô này nói ăn cái chị ho ăn tốt. Đúng rồi, chị thuốc. Trước có người bạn, người tao đó. Thùng thùng trái gì bánh á. Cô ăn bao nhiêu thao vậy? Bên trên đầm kìa nữa rồi à. Cái dâu mình trên đồng năm. Ừ. Ngon. Nhà cũng có 1 cây. Nhà tôi được 2 cây. Ừ. Ăn chị ho hả cô? Chị ho hay lắm. Ừ. Dạ thấy có cảm thấy nó không cỏ á. Nó chua 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 mà thanh thanh á. Ừ. Nó ngon lắm. Ừ. Dâu tây. Tính có loại nào ta? Con thải rác trong đây nha. Băng xả này. Băng tỏi. Đây là chả trại nè. Có chuối này. Yeah, I want skin fish too. Skin fish, $7. Yeah. Big one. Okay. Okay. No, that last 2 days they have. They don't go pick them up. Yeah, just they want. Can I go in here? Look at it. Dang, look at fish. What do you like? Yeah. Cái này cá đói nè. Cá đói. Have a nice day. Cá đói là bao nhiêu pound vậy chị? 3 đồng 1 pound. 3 đồng 1 pound. À. Cái này cái gì ta? Ồ, cái này ngon nè. Cá sủ cái gì nè. À. Con cá này là không biết. Mua cá đi bác ơi. Chú đó là bao hả? Ok. Sẽ hỏi ở đây là mặn cầu bán bao nhiêu một phao ha? Anh ơi, mặn cầu này bao nhiêu phao vậy anh? $8. Còn cái này là vú sữa. Lát mình sẽ mua mặn cầu mình ăn thử. Có cái nào chín sẵn luôn không vậy anh? À, cái chỗ này, cho nên là mình thấy mọi người này quen. Cái chị này là bán hàng trên online. Thì đây, hello chị này nè, bán hàng trên online. Ai muốn mua thì đặt hàng ở đây, thấy không? Đó là thấy mình thấy chị bán trên Facebook. Ai muốn ủng hộ chị thì
đặt tên cái Facebook cái gì mình không biết. Có bán xoài nữa kìa. Thấy không? Cái có bán đậu rồng. Đậu rồng đây hay là đậu bắp, mình sẽ trở lại mình mua mình ăn cho mọi người xem ha. Miếng tham, let's go here. Người Việt Nam đi ở đây rất là đông, phải không? Chứ phải I have a friend live here, very close by, and they say, oh, we have a free market here, all kind of fruit, all kind of vegetable. I said, wow, let's go. And you know, that's why we're here. So I walk around, see chicken. Bananas are my famous. Yeah, I like a lot of banana fries. Okay. Yeah. So, thank you for coming, though. Oh, thank you. How do you say $2 in the you in Thai or what? I can't say it. You say loud? I only speak English. She knows how to say it. Oh, really? Yeah. Oh, never mind. So you Thai, right? I'm loud. How do you say loud in $2? Oh, that's hard. That's very hard. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem. Mình tháo cái mask ra. Mình try to social distance, separate. Ăn thử hả? Try to do good. Tôi chưa này theo kiểu quá. The way is Thai or Lào? Thai. Đây là chú chiên của người Thái. Nhưng mà nói qua nó lại Việt Nam chiên ngon lắm á. Phải không? Là cái nó ngọt ngọt thì cũng giống vậy thôi, nhưng mà cái bột người ta xài khác nhau. Ngon. Nhưng mà mình sẽ nóng quá. Mình ăn thử cái môn tiên. Ngon á. Nhưng mà cái bột của người Việt Nam mình á nó giòn tan, cái này cũng giòn tan luôn. Nóng nhưng mà nó bùi bùi của môn á, mà nó giòn của bột á, ngon lắm. Môn chiên mình chưa thấy của Việt Nam mình có môn chiên, nhưng mà ai nên làm mà làm môn chiên ăn cũng ngon mà. Nóng quá. It's very hot. Yeah, it's very dead. Very very hot. Nó nóng bay khói lên luôn rồi nè, nó rất là nóng. Cái môn á nó ngon lắm, có bùi, nó nóng quá. Mình bỏ ở đây mình cầm đi. Cát Hòa Lộc hả chú? Wow, cát Hòa Lộc Việt Nam mình nhập qua đây luôn hả? Cái này sao tượng hả chú? Xôi tượng. Xôi Đài Loan á. Mà của Đài Loan hả? Nó tên là Đài Loan nhưng mà nó là cái xôi tượng. Mình nhưng mà ăn nó giống như xôi tượng mình hay sao? Đó đó. Giờ làm thử trái bây giờ anh nó 8 đồng một phao hả? 8 một rưỡi một phao. Có trả giá không vậy chú? Trả giá đường xu. Có đường xu. Bây giờ là mình mời phải mua một trái, một trái này của chú là người Việt Nam, xin lỗi chú tên gì? Chú Tinh Thà. Chú Tinh Thà hả? Giờ xin hân hạnh biết chú mà mấy tới cái gian hàng này các chú mua đầy đủ hết, có chú có thanh long rồi, chắc có lẽ là mỗi ngày nó mỗi khác hay sao chú? Mỗi tuần là mỗi khác. Mỗi tuần rồi trái cây nó mỗi khác nha. Chú này là chú Thà. Có khi không. Bữa con là bao nhiêu chú? 15 đồng rưỡi. 15 đồng rưỡi một trái xoài. Mùa này nó sái mùa cho nên nó mắc hay sao chú? Hay là tại vì nó vậy quanh năm? Tại không, tại vì mình lo được. Dạ. Cái này từ Thái qua, Thái Lan qua hay là bên Việt Nam qua? Bên Thái Lan. Nếu mà mình đây tháng 7 tháng 8 thì còn gì. Dạ. Ok, tùy theo mùa cho nên trái cây nó sái mùa thì nó mắc chút đi. Nếu mà muốn chú đây thì tháng 7 tháng 8. Dạ. Đó là nó. Dạ, chú à, bà cầm. Trái xoài này. Trái xoài này 8 đồng rưỡi. Một heo
Mà cái trái này nè 15 đô ha. 15 đồng. Chỉ vì ăn chua. Bây giờ mình sẽ đi mua sugar cane là nước mía để thử nước mía ở ngoài trời trời uống có ngon giống như nước mía Việt Nam mình hay không ha. À, một ly nước mía. Cái quái đất mía này quay ở bên trong, xanh ra ngoài, nó rất là khô luôn á, nó khô veo luôn. Mình lấy ra thử mình ăn thử miếng, nó còn miếng nước nào đây không anh? Mình ăn thử miếng ha. Hết nước luôn rồi, nó hết ngọt luôn rồi. Nó hết rồi, nó hết rồi, nó hết rồi ha. Không còn miếng nào chứ. Thằng Mỹ nó làm nước mía, cái máy nước mía gì mà ép không còn miếng nào. Không còn miếng nào hút nữa. Hết rồi. Không ăn cái gì sắc mía này. Chơi gì sắc mía, chơi với ai ăn. Không còn một miếng luôn. Không còn một miếng nước luôn. Mình đưa vô miệng của mình nó khô queo. Chơi kỳ quá. Mình không được tháo cái mask ra khi mà ở ngoài cái công cộng. Nhưng mà mình đi vô cái góc này nè, mình uống thử cho xem thầy có giống như Việt Nam mình có ai thèm mà ly nước mía hay là không. Nó ngọt ha, nó ngọt thiệt. Nước mía mà làm sao nó không ngọt. Nó giống nước mía của mình y hình như vậy đó. Khi mà xuống Florida có nước mía tươi ha. Nước mía tươi ngon. Mà ngon mà đã khác. Nói chung là hôm nay trời không có nắng lắm nhưng mà mình đi đường á, mình mệt á, mình cũng phải cắt nước thì làm một ly nước mía nó rất là đã khác ha. Thành phố này á tên gọi là nó thuộc về Tham Bà, nhưng mà cái thành phố này ai mà xuống Tham Bà đó thì xuống cái khu loại là cái chợ trời, là cái này là cái khu mới dời lại đây. Ở cái khu cũ ngày xưa là mình không biết, cái này là cái khu mới thì nó là Pinellas. Lát là mình đi hỏi người ta, thành phố này là Pinellas Park, đúng rồi, thành phố city ha. Còn cái địa chỉ thì mình sẽ xin địa chỉ người ta tới đây. Ok, bây giờ mình chả giò với lại hai chị này có bún gì chị ha? Are you Vietnamese? No. Okay. Kind of noodles, right? Yeah, this noodle. Okay. What is that called? Chicken. Oh, curry. Chicken like soup in there? Yeah. Like curry? Yeah, curry. Oh, okay. Okay, mình qua gian hàng khác. Bây giờ người ta đâu cho em thử cái nước gì vậy? Làm thử ha. This one, what kind is it? Strawberry banana. Của cái ta cho mình thử ha. Nó ngọt ngọt. Nhưng mà trái cây tươi á. Ngon. Ngon á. Nhưng mà có nước uống nhiều quá nhưng mà ta cho mình thử thì nó ngon kìa. It's mango. Okay. Mango. Cái nước kia là mango. It's okay. Go with different. Đi vô qua bên này. Bán chè Thái chân châu bánh mì. Mày vô. Dạ, mày vô. À chị ơi, em một ly chè Thái đi. Chân châu. Đây là cá nè. Cái gì? Cái này gọi là cái gì anh ha? Cá khô. Cá khô à? Dạ. Cái này là nêm mực. Mực khô nè, khô xé. Đây là chả giò. Mình uống hy vọng nó sẽ ngon, nó không chết đâu ha. Nó không chết đâu, hy vọng này. Mà nó nhỏ cho đừng ta đừng có nghe không. Ta có nghe tôi chơi vậy. Dạ. Em có hộp nhỏ à, tại em quên nhà. Thấy màu này sao nó lên? Em quên nhà. Hả?
thấy cái màu không? Vậy là cái muỗng nha. Ăn bữa bà không có ống hút thì làm sao mà hút được? Cái hút hút này nhỏ nhỏ xíu nhưng mà chơi luôn. Lâu lâu là được. Dạ, nhưng mà chỉ có cái muỗng là được rồi. Dạ, sao hay anh? Có muỗng không? Không chạm, dạ có em mới đưa lại. Không có đâu. Ồ đúng rồi. Hình đúng mình không có lấy muỗng đâu. Đó người ta, nhưng mà cạn nó đi. Mình ăn thử chè Thái trân châu của người Việt Nam mình bán ở hôm nay ra đây mình ăn thử. Ngồi ở phía sau thấy người ta ăn không? Thấy người ta ăn phía dưới không? Mình người ta bán mà người ta quên á. It's ok, giống như là không sao hết. Cái ống hút là hút nước bình thường thôi, nhưng mà cái chân trâu nó không có lên được. Bây giờ xin ta cái muỗng, phải không? Thì khó ăn vậy thôi. Có không? Có mà. Cái này người Mỹ giờ ta hình thành nhiều lắm. Ăn một con muỗng chèo thái chân trâu một muỗng. Đói bụng kháng nước kiếm ngon ha. Ok, mình chỉ ăn cho mọi người thêm vậy thôi, thấy không? Ok, bây giờ mình sẽ mình mới thấy có ăn nữa, mình phải uống nữa, mình cũng mở một cái chút. Cái món cá gì con? Này mắm cá đối. Dạ. Mắm cá đối, còn mắm đỏ này con hả? Cái này mắm thịt bò. Mắm thịt bò, cái này là cái này là cái thức ăn này là của người Lào, người Thái. Của người Lào và người Thái. Người Lào, người Thái là Thái Lan hay là Thái người Thái của Việt Nam? Lào, Việt Nam. Má cô nó có tiếng Việt cũng giỏi ghê ha. Dạ. Yeah. Yeah. Cái này ăn với cơm nóng là ngon, thiệt là ngon. Vậy à? Dạ. Cơm nóng. À, thịt mắm thịt bò. Mắm thịt bò. Cái này mắm cá đối. Cá đối. Dạ. Còn cảm ơn. Cá đối. Cái này mắm nêm. Mắm nêm. Nè mắm nêm. Dạ. Yeah. Cái đó thì con biết đó, con nhìn con biết đó. Nè mắm nêm. Cái này là thính phải không? Là thính. Yeah. Còn cái này là cá chiên hả? No, này cá nướng lên đó. Cá nướng à? Cá nướng lên. Wow. Những cái thức ăn của từng vùng miền, từng địa phương hay từng quốc gia họ khác nhau chứ không có giống nhau. Bây giờ đồng thời mình sẽ thấy bên kia có mấy người ta chặt dưa, mình sẽ qua bên đó làm mua thử một trái dừa ăn thử nó như thế nào. Ăn thử ha. Excuse me, how much for coconuts? 250. You can cut for water for drink as a 50 cents extra. Okay. One. Chị này là đồng hương với mình, là cùng quê ở Trà Vinh.
ai muốn ai có từng tới Hàng Me rồi phải nhớ trà Vinh, hay là ao Vuông, hay là ao Bà Ôm thì phải nhớ trà Vinh. Hay là bánh canh bánh có đều đều phải nhớ tới trà Vinh. Ok, cái mặt này là mặt bánh tét trà Vinh nè. Dạ em vô trong đó luôn vậy. Ok, come in. Em cho tất cả các tình yêu biết ha, cái này á hàng toàn là trồng rất là sạch sẽ, ok, không có phân bón, không có xịt thuốc như kiểu ở quê mình á, cho nên ăn rất là an toàn. Rồi cái này là Florida, dân của miền Tây. Xin chào tất cả các tình yêu. Bây giờ chút sữa thì bán sao nè? Dạ bây giờ tới em chờ thao này đi, em ngồi em thử cái chín cái nào ha. Cái nào em ăn em dò vậy nè. Dạ đúng rồi. Nó giống hệt chi sữa mẹ luôn á. Người ta nói ông Trần Quốc Toản ông giận nó cái gì đó mà ông bóp chát trái cam, bây giờ mình xuống Florida mình giận mình bóp chát vô sữa thôi, trái cam cứng lắm đó. Mình bóp chát mình phải sữa. Hàng chị này á, chị nói là mỗi khi mình ăn uống sữa là mình phải dò, mình phải bóp. Ăn uống sữa phải làm vậy. Tôi và chị này chị nói là tôi có nấu nhưng nha. Mà anh muốn ăn là anh phải bóp, còn mà chưa ăn thì cứ bóp thì đúng vậy. Bởi vì người ta nói là bán chút sữa có cho bóp thử không, người ta hay hỏi vậy đó, ta kẹo coi chừng ha. Tôi hỏi giùm mấy ông thôi chứ không phải tôi hỏi cho tôi đâu đó. Dạ, dạ, đồng thời á còn nói với các tình yêu ở miền Bắc á, ở xứ tuyết á. Đúng vậy. Ở xứ bây tuyết giờ cái địa chỉ á, mình đây là đâu chị? 5110 Avenue. Địa chỉ là 51081 Avenue. Pinellas Park. Pinellas Park. Rồi 33781. Dạ, thành phố Pinellas Park. À, zip code của nó 33781. Rồi mọi người nhớ giùm nha. Dạ, đúng rồi. You want a whole pound? Whole pound, I think it's $6, but this one only 3.75. Mình lựa mấy cái sữa nha. Mình sẽ ăn cho mọi người biết mình và mọi người chưa biết mình và mọi người chưa bao giờ tới đây sẽ tới đây. Rồi mình sẽ ăn cho bạn bè mình, mình ăn cho gia đình mình, mình ăn cho mọi người đã từng tới đây ăn rồi mà đã từng chưa đã từng tới đây ăn cũng nên ăn luôn. Rồi đồng thời em có biết không, ở đây nó có cái đặc sản, cái ổi ở này á là cái ruột nó màu hồng màu đỏ luôn á, nó vừa ngọt mà nó ít. Đó em cũng em ăn này, anh thấy bé này à, bé này ăn trên Facebook anh ơi. Wow, bé này là con nghe con nhỏ trái cây tươi. Trái cây tươi Florida nè, các tình yêu muốn order thì lên mạng tìm trái cây tươi là người đẹp em cháu của tôi đây. Em sai quá. Như đồng thời ở đây cũng là bây giờ giờ này nó hết nhiều rồi, sao bô chê cũng ngọt dữ lắm luôn á. Ok rồi chị, em lấy mấy cái này mắm còn mình có sao chín không chị? Hình như là có chín nhưng mà nó em muốn ăn liền nè, chứ em không có để mấy cái giấy sữa này okay. Còn okay. Cái em không mua sambuche hả? Sambuche dạ không, sambuche ổi mấy ổi ruột hồng đây, ổi là quá ngon luôn, ổi là thật sự ổi ăn một lần là kiếm nữa, kiếm thật sự kiếm nữa đó nha. Nếu mình lựa trái nào cho nó ngon là sao chị? Em cái nếu mà em muốn giòn á là trái xanh, còn mà muốn trái ngọt mềm nó ruột mềm á thì trái nó vàng. Hello, các em đi đâu nè? You wanna stop by get my food? Ở đây, guava. Ở đây, guava. Ở ruột đỏ. Để tòn ha. Bây giờ em thử, bây giờ em phải, em chưa. Nó bự hơn cái mặt mình luôn thấy không? Cái này, ok, em cái đuôi sữa này mới đồng 5 đồng thôi phải không? Cái này còn đồng không? 5 đồng, 13 đồng, 8 đồng đấy. Cái này là cũng là đỏ luôn hay đâu? Ok, cái này 14. Bây giờ em phải ăn dạ còn nhiều ở trong đây. Ok, cái này 14 đồng. Bây giờ em phải lấy cái này em phải ăn, em cho biết cho biết khẩu vị dạ, cho. Dạ em ăn từ tại chỗ. Cho khách chân thử đi, chân thử đi chị. Giờ có đi vô cắt cho em đi. Cho khách người ta biết, khách người ta cho ăn rồi bắt đầu nói với khách rồi biết là cái chị này chỉ nói thật. Chỉ cho ăn thử luôn nè ha. Thấy không? Đẹp không? Đẹp dễ sợ chưa? Nó vừa. Thấy cái bé này ăn trên Facebook, ăn trên mạng nhưng mà đều phải chạy lại đây kiếm nó. Phải chạy lại đây kiếm thử, mình vô mình thấy cái gian hàng mình thấy bé thì mình biết thôi. Đó. Các tình yêu à, cái này là ổi màu hồng, nó rất là ngọt, it's so sweet. You guys get to try we'll and try check it out. Yeah, we are grown in Miami, guava. Well, Miami product. And we grow in the United States. You can try here, baby, try it. Try it. Sample, baby girl. $1 for sample. Oops, I'm sorry. But I cover it. I pay for $1 for everybody to try it. Try it, you will love it. For free, just $1. Yeah, baby. Ăn đi con, thử coi. You speak to me, right? Bên này 4 đồng, bên đây 6 đồng.
$6 here and $4 there. Cái đó là cái trắng. Yep. A pound. Yeah. À, còn có chưa? You have it yet? Different size, different money. Just smaller or whatever. How that taste? Do you like it? This one almost well done, but the, you know the kind is green like that. It's crunchy. The pink too, but very crunchy. I need more gold, remember? That's one $4. Yeah, I bought it. June plum. Very good. Yeah. Do you like it? Yeah, the $6 one, this one crunchy. Not regular young, not regular. You want to try sample? It is. It's free sample, baby. It's more green and more crunchy. Okay, give me a pound. Yeah, try 1 pound. So you want a crunchy or you want sour? Crunchy or sour. You want to eat or sour? Yeah, I want whatever I would just taste. Okay. I'm loại mềm mất vậy ơi. I think I recommend cái này hồi là cũng mà. Cái này $6. Cái này người ta mua cái này $6 đúng không? $6. Yeah. This is a pound. A pound more than less. Two pounds. More than pound, little bit. Two pounds. She wants 2 pounds. Yeah. $6. Okay. Order 2 pounds. What did that give? 2 pounds. Yeah, 13. $13. Hey, the back behind, right there, baby. Yeah. Can you get back for me, please? Oh my God, look at mình this. Mình vô mình bán luôn mà. Oh man, look at this, so beautiful. Trời ơi. Mình bán là ngon luôn đó. $13 đồng thấy. $13.07. $7. Cái này em $7 Mỹ nè. US dollar, okay? Okay, yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Try sample. You buy it. $6 này 12 đồng. Thank you, darling. Đó, bởi vì các tình yêu ở New York, ở cái gì Chicago, Illinois là ở đâu á, về Florida đi, tôi bảo đảm các tình yêu sẽ mát lòng luôn á. Tại vì hàng toàn là đặc sản, hàng toàn là ngọt ngào không á, bác không thấy không? Nếu mà các tình yêu về trước mùa Tết hả, tôi sẽ gọi bánh tét tài dinh cho các tình yêu ăn, ok? Rồi nói thì nói là của em đâu? Của em mình. Mấy cái to đâu, không có đứng giữa khác, còn cái... Ở dưới sữa là khác chứ. Đây thấy xanh xanh á, ừ, của em thấy xanh xanh á. Cái này của em nè. Dạ, mấy cái trái to là của em á. Ui, cái này là em ăn là em mê, làm phê luôn á. Có mua cho ăn vậy? 6, 5, 30. Thấy xanh xanh á. Quá đẹp luôn nè. Là mình để đâu ăn được á. Ừ, đúng vậy, em đi đi mấy, lấy cho mấy tiếng. Em lấy xanh 12, 20 tiếng. Ồ, mẹ, vậy là bữa nay chị hên quá, chị được lên YouTube của em rồi. Dạ. Xe lấy rồi quá trời rồi, bà con thấy đừng nói chuyện nổi tiếng nha. Dạ. Cảm ơn chị. Mua xong rồi chứ. Dạ. You have 3 over here too? Yeah, I have 3 over here. Trời ơi, các tình yêu à, các tình yêu phải nhắn cái ông này, ông đem về cho các tình yêu, ông lái xe 10 tiếng về gặp chị Vinh đó nha. Về gặp, về đặc sản thôi ra là chị Vinh á. 6, 5, 7. 6, dạ kìa, tao hàng không? Cái này 37 đồng. Cái kia nữa, vô sữa nữa. Vô sữa nãy tính tiền như quên vậy nó quên. Căng lại đi. 14 đồng. Ờ, tính lại. Cộng vô, cộng, cho bấm dấu cộng. Cộng rồi, thêm 14. Cộng rồi, lấy ra. Cộng rồi. Cái này 4 đồng hả? Cái này 4 đồng. Cái này 5 đồng vào. Rồi, cảm ơn. Cộng. Some time is, you have a connection about. Okay. But then, cái cân này lâu quá nó vậy đó. I know, nó kiểu này làm như là nó ở độc thân lâu quá đấy em. Rồi này 15. 15. Ủa cái này vô chúng rồi. Hồi nãy. Đó. Too bad, yeah. Okay. 52 đồng tính anh 50 ha. Rồi, có bao nhiêu? 52 đồng tính 50. Thấy chưa? Phải không? Đó, thành ra các tình yêu cứ về đây đi. Đi bảo đảm. Toàn là hàng của Việt Nam không đó. Cái này trời mấy cái tiểu bang lạnh lẽo đó là rất là mê. 60 tới 10 đồng. Em đem cái này lên chị, cái thùng này là cái thùng tiền đó hả? Thùng. Nè, wow. Cái thùng là cái thùng US dollar đó nha, chứ không phải tiền Hồng Kông nha. Sáng giờ bán lời như đây nè. Nhiều đây đi nhậu được rồi nha. Nhậu đó. Nhậu tê tái là, luôn á. Sáng giờ lời như đây đó. Còn cái vốn là không có tính đâu, sáng giờ mới bắt vốn. Cái thùng này không bình thường thì đâu biết đâu. Mấy tại cái chỗ em ngày xưa có cái ông kia, ông cái thùng này ông đẹp quá. Cái mấy người mạng cấp á. Mất luôn á. Cái thùng đó ông chạy đi mất tiêu luôn. Bây giờ mình chụp mấy người mình chụp hình được vậy? Hả? Ha. Ok, chấm nha. Ok. Bây giờ bà chủ khuyến mãi cho mình một cái trái mà mãng cầu, phải không?
đó, mình ăn thử, mọi người ăn thử cái trái măng cầu này á, người ta nói ăn trị bệnh ung thư á, ăn trị bệnh nhiều thứ, mình cố gắng mình ăn thử thử coi nó có bị trị bệnh gì hay không ha. Nó ngọt ngọt, nó chua chua, mình quên nữa, mỗi thứ mình ăn một chút thôi, một ăn một chút. Mình sẽ ăn trái vú sữa. Ngon quá. Trái giờ ăn nhiều quá nó. Chị nói á, chị chủ nói á, mình ăn vú sữa là mình phải dò ra. Cái này mình ăn cho mọi người, cái này là mọi người chưa tới Florida hoặc mọi người tới rồi thì tới cái thành phố của Tampa bây giờ nó dọn về đây rất là nhiều. Tới mùa quanh năm luôn, trái cây quanh năm nhưng mà họ bán vào cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Bây giờ mình ăn cho mọi người xem, mình ăn cho gia đình mình xem, mình ăn cho group 40, ăn cho chị Phượng, anh Hưng hay là chị Huyền, anh Chi hay là Thu Đông hay là Đăng hay Tí vân vân và vân vân. Mình ăn cho cái group là 40, là mình biết trước là thế nào cũng có vú sữa, cho nên mình phải đem theo một cái mũ rồi mình tách nó ra. Đúng ra là mình phải có con dao, mình sẽ xẻ nó ra. Bên đây nó có cái gì thấy không? Nói chung là trái cây của Mỹ á, nó được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ á bảo vệ rất là tốt ha, cho nên là trái cây mà chưa bao giờ mình bẻ một trái cây ra mà có một con sâu ở trong đó. Mình ăn thử. Vú sữa là vú sữa thôi ha. Ok, cái này là nó giòn giòn ha, mà có hột, ăn cẩn thận hột ha. Ngon, nó ngọt á. Cái shop này là của cái gian hàng này nè, của mình biết được người ở trên Facebook á, thấy không? Cho nên mình lái xe từ dưới miền nam của hướng nam của Florida lên tới đây là 3 tiếng rưỡi để mà đi cái chợ này quay cho mọi người xem. Hồi nãy là mình có ăn là thử ổi rồi, ổi rất là ngon, thấy không? Ngon không? Nó ngọt nhiều quá, cho nên hồi nãy có mua nước mía. Ăn ớt rất là coi như rất là nhiều, một trái ớt mình có thể hết đâu chị. Cái nãy chị muốn thử cái nó ớt có ngọt không, bởi vì người ta ớt nói sao ngọt, ớt nào mà ớt không cay. Ớt cay. Ok, gái nào mà gái không có phê chồng. Ồ vậy hả? Không có mê chồng chứ mẹ nó không. Không mà cái này nó cay, nó ớt nó cay thành ra. Sao không cay? Tại thấy từ xa tưởng đâu chị ăn ớt không cay nó ngọt chứ kêu gì lại đó. Nhưng mà bây giờ mình có món gì đặc sản đấy. Nó coi là thật sự phải chi mà lại phải cho em quay đợt cái ba đợt Tết á. Yeah. Bánh em chị Vinh là nó có bánh tét chị Vinh đó. Yeah. Bánh tét chè cuông đó là. Yeah. Chị đó. Ồ vậy à. Ừ. Nổi tiếng luôn hả? Nổi tiếng. Ừ. Đó thành ra. Tại Vinh không là tại thành phố. Nó ở đây. Yeah, ở bệnh. Yeah. Cũng gói mà ở đây cũng gói. Yeah. Thành ra. Yeah. Tất cả các tình yêu ở Mỹ nè. Có đậu xanh, có mỡ rồi có người ta đặt mặt xưởng chè cuông nữa. Thì bánh tét nhân mặn thôi. À, bánh tét chè Vinh đi là bánh Vinh hả? Cho nên các tình yêu có lúc mà cần bánh tét chè Vinh á, nhắn vô lên mạng kiếm cái bánh tét chè Vinh á là mình á bảo bánh đảm tét các tình yêu. Ai muốn ăn bánh tét chè Vinh đánh vô Google không chị? Đánh vô Google, đánh vô Google, đánh bánh tét chè Vinh made at Florida. Made in Florida. Dạ, thành ra nên ăn bây giờ người bán người ta sẽ nói ngon nhưng mà khách hàng ăn một lần á bảo đảm sẽ order again. Thử order một lần thử coi chị này nói có đúng hay không. Dạ. Thấy không? Nhưng mà khách đơn người ta cũng mắc nhận. Hello. Guy from try from Asian food. Try water. Okay, this kind is very tasty, very sweet. Trước khi chia tay mọi người á, mình sẽ ăn thử một trái vú sữa nữa ha. Thì chị này chị nói là mình ăn vú sữa là mình phải bóp phải không? Chứ đừng thấy nghe chị nói rồi khi mà vú sữa nha. Vú sữa.
là mình nói dùng cho mấy ông thôi chứ mà không có nói dùng cho mình ha. Thì đi mua vú sữa thì nói cho bóp thử không thì không được ha, mình mua đi rồi muốn bóp làm gì làm ha. Thì mình làm cái nữa thì ngon lắm á. Tại vì cái trái này trong đây nó có sữa, kêu là uống sữa. Không. Quá ngon luôn á. Thì trước khi chia tay mọi người á, mình xin mọi người hãy bấm subscribe cho cái video này. Trong thời gian qua mình rất là bận rộn cho nên mình không có cái thường quay video thường. Tại vì công việc của mình rất là nhiều cho nên là hôm nay mình rảnh rỗi sắp xếp công việc để đi lên đây, đi vô ở thăm bà. Đi chờ trời để quay phim cho mọi người xem, muốn đi du lịch tới đây để mà có trái cây để ăn. Thôi thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cái kênh của mình. Xin chào các bạn vào cái video kế tiếp. Thank you very very much. Bye bye.